Xin chào tất cả mọi người, mình là Chu Du đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục xem chỉ tay cho các bạn đã từng nhấn nút đăng ký kênh YouTube và theo dõi kênh YouTube của mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tướng tay này là của một bạn nam năm nay đã 31 tuổi. Thì cái em này có nhắn tin với mình là ở một cái bài mà vừa mới hôm kia mình giới thiệu với các bạn á. Thì em này có nhắn tin là em này đang rất cần mình để xem chỉ tay xem là cái cuộc đời vận mệnh sự nghiệp của em này sắp tới như thế nào. Thì mình thấy như vậy cho nên mình đọc được những cái lời tâm tư đó, cho nên mình cảm thấy em này rất là cần một cái gì đó ở ở nơi mình, cho nên mình quyết định là add Zalo và trao đổi thông tin với em này. Thì qua trao đổi thông tin thì em này có cung cấp cho mình là năm nay em đã 31 tuổi, hiện đang là sống và làm việc ở Bình Dương. Thì em này có nói với mình là hiện tại là đang thiếu nợ với một số tiền cũng khá là lớn. Đấy, cho nên nhờ mình xem là cái công ăn việc làm sắp tới là như thế nào. Đấy, thì em này chỉ cung cấp cho mình hai cái thông tin như vậy thôi. Thì cái nhiệm vụ còn lại của mình là phải đi tìm được cái lời giải đáp, hay nói cách khác là đi tìm được cái câu trả lời xem vì sao mà em này lại lâm vào cái tình cảnh như thế này, và liệu rằng trong thời gian sắp tới thì em này có những cái hướng gì đó nó phát triển được hay không. Đấy, thì cái nhiệm vụ của mình là như vậy. Có thể nói đây là một cái câu hỏi mà mình cũng rất là suy tư. Mình không biết là mình có khả năng là luận giải ra được và có thể giúp được gì cho em này hay không. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng hết sức có thể để xem là trên bàn tay này của em này nó thể hiện những cái điều gì. Thì mình sẽ diễn giải ra, mô tả nó thành một cái bức tranh để cho em có thể là quan sát nó một cách kỹ càng hơn, và cũng như là để giới thiệu cho các bạn những cái nét chỉ tay, xem nó có những cái dấu hiệu như thế nào ở trong lòng bàn tay của em trai năm nay đã 31 tuổi. Thì bây giờ mình mời các bạn đi vào cái phần tổng thể. Các bạn nhìn vào cái tổng thể của cái bàn tay này á, thì rất là đẹp đúng không các bạn? Đây là một cái bàn tay có thể nói là cái da tay rất là hồng hào, tươi nhuận này. Các bạn thấy đây là một cái bàn tay hồng hào tươi nhuận. Thì trước đây mình cũng đã có giới thiệu cho các bạn á, và cũng nói cũng khá là nhiều một người mà có phúc khí thì cái lòng bàn tay phải là hồng hào như thế này. Bàn tay phúc khí thì nó sẽ khác với một cái bàn tay giàu sang hay là nghèo khổ như bạn. Hai cái vấn đề nó hoàn toàn khác nhau. Phúc khí thì nó sẽ nói về phần âm đức. Còn về cái bàn tay mà giàu sang hay không thì nó sẽ có những cái dấu hiệu khác, nó thiên về vật chất là nhiều hơn là cái phần là tâm linh âm đức. Đấy, cho nên một cái bàn tay mà phúc đức thì người đó phải có một cái bàn tay hồng hào như thế này. Và có thể nói là nếu như mà một bàn tay mà đầy đặn hồng hào như thế này, cũng có thể nói là trong cái kỳ hạn, trong cái độ tuổi đó và cái thời điểm đó, cho thấy là người đó cũng có một cái sức khỏe tốt, và có thể nói là tiền tài nó cũng có gì đó rủng rỉnh. Đấy, đó là cái chúng ta quan sát về cái màu sắc của bàn tay thì chúng ta luận giải ra cơ bản là như vậy. Còn bây giờ chúng ta đi vào cái phần chi tiết của cái bàn tay này xem có những cái đặc điểm như thế nào. Thì cái em này á, có một cái bàn tay mà các bạn thấy là nó có một cái vị trí cái ngón trỏ và cái ngón danh này. Nhìn vào thì chúng ta có thể là quan sát được ngay là cái bạn này á, thì có một cái ngón danh nó rất là trội hơn so với cái ngón trỏ này. Thì điều này cho thấy là em này sống với một cái với tính tình á, một cái thái độ rất là gọi là dĩ hòa vi quý. Thì cái ý nghĩa của dĩ hòa vi quý này á, tức là em không bao giờ mà tranh giành hơn thua với ai, không bao giờ mà tranh một cái gì đó nó liên quan tới cái lợi ích
của mình và tới người khác. Em này luôn luôn nhường nhịn. Nhìn vào cái bàn tay này thì chúng ta thấy được là cái em này có một cái tâm rất là rộng lớn như bạn, một cái tâm rất là rộng lớn, kết hợp với những cái khe hở ở giữa các cái ngón tay này thì cho thấy là em này vừa có một cái tâm rộng lớn, vừa có thể nói là chi tiêu đồng tiền cũng rất là phóng khoáng. Em này một khi đã quyết định chi tiêu thì sẽ chi tiêu rất là xứng đáng với cái đồng tiền, thậm chí là nó vượt xa hơn so với những cái gì mà người khác nghĩ. Ví dụ như là một cái miếng bánh đó người ta mua với một giá là 100 đồng, nhưng mà em này sẵn sàng mua với giá là 120 đồng. Đấy, thầm em này, cái tính của em này là như vậy. Đây là một cái đức tính rất là rộng rãi, cho nên mình mới nói cái tâm của em này á rất là rộng lớn. Một khi mà người này đã quyết định mà nhường nhịn hoặc là yêu thương ai đó rồi thì sẽ rất là yêu thương, và có thể nói là dành những cái gì mà giúp cho người ta thì sẽ không bao giờ nghĩ tới cái việc mà cái mưu tính, cái việc mà người khác sẽ giúp lại mình. Có thể nói là em này một khi đã giúp thì không bao giờ nghĩ tới cái việc đền đáp lại của người khác. Đồng thời ở đây chúng ta thấy là cái bạn này có một cái vị trí giữa cái ngón út và cái ngón áp út này, nó có khoảng hở như thế này. Thì người này cho thấy là khi mà ra ra đời chơi với bạn bè thì luôn luôn bị bạn bè chơi trội hơn mình, bị bạn bè chơi trội hơn mình. Tốt nhất là những cái người nào mà có nét tướng tài như thế này thì không nên hợp tác làm ăn với bạn bè, để tránh đi những cái khoản tiền thất thoát không không đáng có. Mà kết hợp với những cái tấm lòng bao dung này rộng lớn và cái khả năng chi tiêu này thì càng không nên hợp tác làm ăn. Đây là một cái lời khuyên rất là chân thành. Hy vọng là sắp tới ở những giai đoạn về sau thì em sẽ cần lưu ý những cái vấn đề này. Và đồng thời ở đây á, chúng ta thấy rằng cái ngón giữa, cái lóng thứ hai của cái ngón áp út này em này rất là dài. Nó rất là dài nhưng mà ở đây á, nó không được to. Nếu mà nó to đầy đặn một tí xíu nữa thì tốt. Nó dài thì nó nói rằng là em này có một cái tố chất kinh doanh, có một cái tố chất kinh doanh. Nhìn cái bàn tay này thì mình khẳng định được rằng là em này rất là thích hợp. Nói chung là em này có một cái chí hướng làm ăn. Mình ở đây mình chỉ nói là cái thích hợp và cái chí hướng làm ăn thôi. Còn cái việc kinh doanh làm ăn hay không, được hay không thì mình chưa nói tới. Đấy. Và đồng thời ở đây nó có một cái khoảng hở như thế này, một cái khoảng hở giữa cái ngón áp út và cái ngón giữa. Thì điều này cho thấy là ở độ tuổi trung niên, hay cách nói cách khác là ở thời kỳ trung vận của em này á, thì cái chuyện tình cảm nó sẽ rất là khó khăn. Ở đây nó có cái dấu hiệu này thì điều này cảnh báo là trong cái chuyện tình cảm nó sẽ có những cái chuyện trục trặc trong cái gia đạo. Và tiếp theo là cái em này có một cái ngón trỏ nó hướng ra ngoài các bạn, hướng ra ngoài đây nè, cái hướng ra ngoài đây, chứ nó không có thẳng hay là nó thẳng như thế này. Cho nên cái ngón trỏ này, mặc dù em này có một cái ngón cái, có một ngón tay cái rất là trội nha, rất là trội á, cái chiều dài của cái đốt thứ nhất và cái đốt thứ hai á, nó tương đối là đồng đều nhau. Đây là một cái ngón cái chuẩn. Cái ngón cái chuẩn là cái ngón cái mà nó có cái độ dài của cái lóng thứ nhất và cái lóng thứ hai này phải tương đối bằng nhau. Thì đây được gọi là cái tương đối, ngón cái tương đối chuẩn. Mà cái độ vuông và cái độ cao của cái ngón cái này ạ, mà nó vượt xa được cái này thì đây là một cái ngón cái trội vừa chuẩn, thì đây là một cái ngón cái tốt. Mà cái ngón cái này tốt thì nó sẽ chỉ huy được, điều khiển được những cái ngón này, hay nói cách khác những cái tâm tư tình cảm, những cái ý nguyện ý muốn
của cái em này á đều sẽ bị chi phối bởi cái ngón cái này. Cái ngón cái này thì nó nói lên rằng là em này có một cái trí tiến thủ, có một cái trí tiến thủ, làm việc gì cũng rất là cẩn thận, cân đong đo đếm và có một cái kế hoạch gì đó thì em này mới làm. Và cái ngón trỏ này nó cũng nói lên rằng là em này cũng khá là hoạt bát và khá là nhạy bén trong cái chuyện giao tiếp. Nói chung là em này không có cứng nhắc lắm, không có cứng nhắc, mà là luôn luôn có một cái sự linh hoạt, linh đứng, linh biến trong cái cuộc sống của mình. Cho nên đây là những cái yếu tố mà có thể là giúp cho em được cái trong cái chuyện mà kinh doanh làm ăn sau này. Đấy. Thì đó là những cái điều cơ bản ở trên cái bàn tay này. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn đi vào luận giải chi tiết xem cái cuộc đời vận mạng của người này ở trong quá khứ và ở hiện tại dẫn đến tương lai sẽ như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái đường tình cảm, cái đường tình cảm đi. Đây là cái đường tình cảm hay gọi là cái đường tâm đạo. Đây là cái đường tâm đạo. Đây các bạn. Cái đường tâm đạo này á có thể nói là ở cái giai đoạn đời của cái bạn này á nó có rất là nhiều cái hướng tu tủa như thế này. Thì điều này cho thấy là ở được cái độ tuổi mà 18 đôi mươi á thì cái bạn này phải nói là rất là nhiều các cái bạn nữ theo mình. Hay nói cách khác là có cái số đào hoa đấy, có một số đào hoa. Mà cái đường tình cảm này nó có cái độ vương và cái độ cong như thế này thì điều này cho thấy là người này phải nói là có một cái tính tự ái, có một cái tính tự ái rất là lớn. Cái tính tự ái, cái tôi, cái bản ngã của mình rất là lớn, rất là lớn. Người này rất là dễ giận hờn vu vơ. Nếu như mà các bạn không hiểu được cái tâm tư tình cảm của người này, đôi khi những cái lời nói chơi thôi, cái nói chơi thôi cũng khiến cho người này có thể là để trong lòng mà suy nghĩ về những cái chuyện nó không tốt đẹp. Đây là một cái điểm có thể nói là theo mình đây là một cái điểm yếu mà mình nghĩ rằng đây là một cái đức tính cần phải khắc phục, cần phải khắc phục. Thì đó là cái đường tâm đạo. Và chúng ta quan sát thấy cái bạn này á là nó có tới hai cái đường tâm đạo luôn nha các bạn. Hai cái đường tâm đạo, hay nói cách khác là hai cái đường tình cảm. Ở trên đây có một cái đường tình cảm nữa các bạn. Đây chính là cái đường tình cảm. Đây là cái đường tình cảm. Đấy. Thì cái đường tình cảm đường này nó rất là dài, nó rất là dài. Mà ở đầu, ở vị trí đầu của đường tình cảm này nó có cái phân chạc như thế này á. Thì điều này cho thấy là cái bạn này á, khi mà cưới được cái người vợ này á, thì có thể nói là cái giai đoạn đầu á, giai đoạn đầu mà để đi đến cái cuộc hôn nhân này á, thì chắc chắn sẽ có những cái khó khăn, những sự cản trở nhất định từ phía hai bên gia đình, hoặc là từ những cái quan điểm bất đồng của hai người này. Nhưng mà cuối cùng vẫn đi tới cái cuộc hôn nhân, vẫn đi tới cái cuộc hôn nhân. Và mặt khác đó là phân tích ở trên đây chúng ta thấy ở cái giai đoạn này là nó có một cái sự song song, có hai cái đường thẳng song song như thế này. Thì cái này là rơi vào cái độ tuổi là 25 cho tới 40. Thì ở cái giai đoạn này, tức là cũng giai đoạn hiện nay em này rơi vào cái độ tuổi 30 luôn, thì có thể nói là cái giai đoạn này là cái giai đoạn tình cảm cũng khá là sóng gió đối với em này, khá là sóng gió. Và nó còn kéo dài ở những cái năm tiếp theo, ở những cái năm tiếp theo. Mà cái chuyện sóng gió này á là một phần là do cái bạn này á là phải nói bạn rất là đào hoa và thậm chí là rất là đa tình. Mình thấy được cái dung mạo của cái em trai này qua cái tướng mặt. Có thể nói là cái bạn này về cái tướng mặt không có gì là một cái nét nó thực sự là
điển trai thì đó, chứ mà nhìn qua cái bàn tay này thì thực sự mà nói là người này rất là đã, có thể nói là nhiều cái vệ tinh, nhiều cái người nữ rất là thích, rất là thích, đi đâu cũng có cái kẻ thương người mến hết, từ đầu sông cho tới cuối sông đều có những cái vệ tinh xung quanh. Cho nên có thể nói ở những cái giai đoạn này á, cái tình chuyện tình cảm lục đục thì cũng có thể là do một phần là người này có những cái mối tình gì đó, hoặc là do người vợ ghen ghen tuông mà dẫn tới cái chuyện mà tình cảm ở cái giai đoạn này nên nó không được cái tốt đẹp cho lắm. Và đồng thời ở đây chúng ta thấy là cái bạn này có một cái vòng kim tinh như thế này các bạn, cái vòng kim tinh như thế này đấy, đây là cái vòng kim tinh. Cái vòng kim tinh này nó không được liền mạch, nó không được liền mạch mà nó đứt quãng như thế này. Ở đây mình vẽ nó không được tròn thôi, nhưng mà cái để mình vẽ lại, đây là cái vòng này đấy. Cái vòng kim tinh này nó bị đứt khúc ở cái giai đoạn giữa này, thì những người nào mà có cái vòng kim tinh này á thì những người đó phải nói là rất là đa tài các bạn. Người này rất là đa tài, có cái khiếu thẩm mỹ, có cái khiếu nghệ thuật, hay có cái khiếu thẩm mỹ, có khiếu nghệ thuật. Cho nên á, những người này á, cho dù mặc dù họ không điển trai đi nữa thì với những cái khiếu này á, cái khiếu này thì vẫn có thể thu hút được cái sự quan tâm của những cái người bạn khác giới. Đồng thời những người nào mà có vòng kim tinh như thế này á, thì cần phải biết là cái kiềm chế lại cái sự ham muốn về dục vọng của mình, thì nó sẽ giảm bớt đi được những cái tai họa cho cái cá nhân của mình và vẫn lẫn là cái chuyện gia đạo của mình. Đây, cái vòng kim tinh này nó có mặt tốt nhưng mà nó cũng có cái mặt xấu, cho nên người nào biết phát huy được những cái mặt tốt của nó thì sẽ đem tới sự thành công. Còn nếu như mà không biết phát huy mà đi vào những cái vòng luẩn quẩn của cái chuyện tình ái thì nhất định sẽ có một ngày sẽ chuốc lấy họa vào thân của mình thôi. Đấy, thì đó là những cái đường tâm đạo, đường tình cảm và cái vòng kim tinh. Và bây giờ chúng ta đi tiếp theo là cái đường trí đạo này. Bạn này có một cái đường trí đạo rất là thẳng mà. Phải nói đây là một cái đường trí đạo rất là tuyệt vời. Theo mình là như vậy. Cái đường trí đạo này nó có một cái điểm xuất phát điểm cùng với cái đường sinh đạo này. Cái đường sinh đạo này ở cái vị trí này thì được gọi là một cái đường trí đạo khá là tốt rồi, khá là tốt. Cái đường trí đạo này nó thẳng mà đã đi tới cái quận nguồn tinh này á, thì điều này cho thấy là người này có một cái tính tình, có một cái suy nghĩ rất là cương trực thẳng thắn. Người này khi mà làm một cái việc gì đó rồi thì nhất định sẽ theo đuổi tới cùng, theo đuổi tới cùng. Cái đường này nó nói về cái khả năng trực giác cũng rất là tốt. Tuy nhiên cái đường này nó dài thì điều này cho thấy là người này cũng hơi là mơ mộng, có một cái tính chất gì đó hơi hơi phiêu một tí xíu, hơi phiêu. Người này mà một khi đã đam mê nghệ thuật hoặc là một cái đam mê một cái gì đó thì phải nói là rất là chỉnh chu, tỉnh tề, chu đáo. Nhưng mà có một chút hơi mơ mộng viển vông. Đường này nó đi vào cái Gò Thái Âm như thế này thì điều này cho thấy là giữa cái bạn này với cái người cha của mình thì có một cái phần gì đó nó hơi khắc khẩu một tí xíu, hơi khắc khẩu. Nếu như mà nhẹ thì chỉ là khắc khẩu thôi, còn nếu mà nặng hơn tí xíu thì có thể nói là hai cha con sẽ là phải xa lìa với nhau thì mới có thể là yên ổn được. Đấy, thì đây là cái đường trí đạo. Cái đường trí đạo này nó sâu và đậm như thế này, nó sâu và đậm như thế này. Và cái này nó cũng không không gọi là to lớn. Những người nào mà có cái đường trí đạo sâu và nhỏ như thế này thì họ sẽ thiên về làm những cái công việc, thiên về cái trí tuệ, về cái đầu óc hơn là cái chân tay. Đấy, cho nên nếu như mà em biết phát huy những cái vốn có của mình á, thì sẽ giúp cho em được những cái công danh sau này. Còn nếu như mà không biết phát huy thì cho dù đó là một cái quả quả núi vàng đi nữa thì em cũng không bao giờ biết vận dụng nó
để có được cái quả núi vàng thứ hai, mà không khéo thì sẽ ngày sử dụng cái quả núi vàng đó càng ngày càng cạn kiệt mà thôi. Đó là những cái dấu hiệu ở trước cái đường tri đạo. Và bây giờ chúng ta đi vào cái đường sinh đạo này. Cái đường sinh đạo này á, nó có của bạn này, nó có cái dấu hiệu như thế này các bạn. Đây, ở đây nó đứt khúc nhưng mà sau đó nó lại có một cái đường như thế này. Thì cái đường à, sinh mệnh của cái bạn này á, của cái em này á, nó rất là mỏng, rất là mỏng, rất là mỏng và cạn, rất là mỏng và cạn. Thì cái ở cái vị trí này là khoảng chừng cái độ tuổi mà 35 thì nó sẽ bị đứt ở đây, nó bị đứt ở đây. Thì điều này cho thấy là cái đường sinh mệnh này á, thì nó nói về cái bổn mạng, cái sinh khí, cái sinh lực của con người. Như những cái bài trước đây mà mình đã luận giải cho các bạn á, đối với mình một cái người mà muốn có một cái sự nghiệp thành công á, thì nhất định phải có một cái đường sinh mạng tốt. Đây là một cái đường tam tài rất là quan trọng trong ba cái đường tâm đạo, đường trí đạo và đường sinh mệnh. Một người mà muốn thành công thì nhất định phải có một cái thể lực, một cái sinh khí dồi dào, thì họ mới nuôi dưỡng những cái ước mơ của họ, và từ đó mới kết hợp với những cái đường trí đạo thông minh này, nhạy bén này, và một cái tâm rộng lượng này, thì mới có thể là giúp cho người đó có thành công trong cái sự nghiệp này được. Tuy nhiên ở cái đường sinh mạng này, ở cái độ tuổi 35, em này sẽ có một cái chuyển biến về cái đường sinh mạng này. Đấy. Có thể là đây là một cái căn bệnh gì đó nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng mà rất là may ở đây nó có một cái đường sinh mệnh nối tiếp ở bên ngoài các bạn. Và bên trong đây nó có những cái đường sinh mệnh phụ, đường phó sinh mệnh đây. Đây là những cái đường phó sinh mệnh. Hay nói cách khác, đây chính là cái đường âm đức mà mình đã nói rất là nhiều ở những cái video trước đây. Đây là những cái đường âm đức. Bạn này mới có 30 tuổi nhưng mà có rất là nhiều âm đức. Thì điều này cho thấy là người này trong tiền kiếp cũng đã nhờ phước đức ông bà tổ tiên để lại. Và một phần bản thân em này cũng có một cái tâm rất là rộng. Cho nên những cái vân âm đức này nó có thể là che chở, nó như là một cái lá chắn phòng thủ vậy. Đáng lẽ là ở những cái giai đoạn này, ở những cái giai đoạn này em này sẽ gặp những cái sự cố rất là lớn á. Nhưng mà rất là may là nhờ những cái vân âm đức này, nó như là một cái lá chắn vậy, một cái lá chắn phòng thủ vậy. Những cái kiếp nạn này nó chưa kịp đi tới cái đường sinh mệnh này của mình nữa, thì đã được những cái hệ thống phòng thủ này nó chắn lại rồi. Cho nên rất là may. Chứ nếu không ở những cái giai đoạn về sau này á, em sẽ gặp trùng trùng điệp điệp những cái mối hiểm họa về sau này. Tuy nhiên có những cái đường âm đức này là một điều phải nói là rất là may mắn. Cho nên em cần phải quý trọng nó và về sau cần phải làm thật là nhiều cái chuyện phước lành hơn nữa để có thể là nuôi dưỡng những cái phần âm đức này. Và đồng thời chúng ta quan sát thấy là trên đường sinh đạo này nó có những cái dấu hiệu như thế này. Đây. Đây là những cái vết vết cắt. Cái vết cắt. Đây các bạn. Đây là những cái giai đoạn có thể nói là có những cái biến cố trong cái cuộc đời của cái em này. Ở đây là vào cái độ tuổi là 25, 25. Và ở đây là 28, 28. Và ở đây chính là cái độ tuổi 31, 32. Hay nói cách khác là đây là một cái giai đoạn thời kỳ rất là khó khăn của em. Và thậm chí trước đây em cũng đã từng trải qua hai lần cái khó khăn trong cái sự khởi nghiệp của mình rồi, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà ở cái giai đoạn hiện nay á, cái dấu hiệu này nó phải nói là rất là lớn và rất là rõ. Đây, một cái đường thẳng nó cắt đi từ cái bên trong của cái gò kim tinh này, cắt qua cái đường sinh đạo và đụng chạm tới cái đường công danh sự nghiệp, hay nói cách khác đây là cái đường phận mệnh.
Thì những người nào có cái đường này cần phải lưu ý là ở những cái giai điểm thời điểm đó cái đường này nó xuất hiện á, thì cần phải lưu ý là về cái công danh sự nghiệp của mình. Mà ở cái thời điểm này á, thì em này có nói cho mình biết đó là hiện tại là em đã mắc nợ một cái số tiền cho việc kinh doanh đó, thì nó hiện rõ rất là rõ ở trên lòng bàn tay của mình đây. Đấy, có thể nói đây là một cái giai đoạn rất là khó khăn đối với em. Và thậm chí mình quan sát thấy ở trên đường công danh sự nghiệp của em, hay nói cách khác đường định mệnh á, đường định mệnh, đây chính là cái đường định mệnh. Cái đường định mệnh này nó xuất phát từ cái đường sinh đạo, thì điều này cho thấy là cái việc công ăn sự nghiệp này của cái bạn này thì hầu như phần lớn là được cái sự giúp sức từ cái bên trong cái gia đình của mình, cái gia đình của mình và cái bên vợ của mình giúp sức cho cái đường công danh sự nghiệp này. Tuy nhiên ở cái độ tuổi này, ở cái giai đoạn này nó xuất hiện một cái hình vuông này, nó đóng luôn, nó trói chặt cái đường định mệnh này. Thì cái này nó rơi vào cái độ tuổi là 32 tuổi. Ở đây á, em là rơi vào độ tuổi 30, 31. Thì ở đây nó tiếp tục có một cái ô vuông ở đây. Và là nó rơi vào độ tuổi là khoảng chừng 32 tuổi. Thì điều này cho thấy là cái sự khó khăn của em trong thời gian này thì nó sẽ có cái sự kéo dài tiếp, có một sự kéo dài khó khăn cho tới một hai năm sau nữa thì cái đường công danh sự nghiệp này nó sẽ đi lên. Mà quan sát thấy ở đây vào năm độ tuổi là khoảng 34, nếu mà sớm thì năm 34, còn nếu mà trễ hơn tí xíu nữa thì năm 35 tuổi, em nhất định sẽ gặp một cái vị quý nhân đó nhất định sẽ giúp đỡ trên cái con đường công ăn sự nghiệp này của em. Đây, cái con đường này chính là cái con đường kinh doanh của em đây, con đường kinh doanh. Em có một cái tài ăn nói, cái mắt thẩm mỹ, có cái năng khiếu về nghệ thuật cộng với một cái tính gì đó nó hơi phiêu một tí xíu. Thì nếu như mà em vận dụng những cái yếu tố, cái tính chất đó của mình có sẵn á, thì nó sẽ giúp được cho em thành công ở trên cái đường kinh doanh này. Bởi vì em có hai cái đường thủy tinh này rất là tốt, đây là hai cái đường thủy tinh tiền tài, coi như là cái phần hậu vận về sau này nó vẫn có hậu. Và em hãy lưu ý cái mốc thời gian là 34 và 35. 34 và 35, nếu sớm thì 34, còn trễ thì là 35, nhất định em sẽ gặp được một người quý nhân. Mà người này sẽ giúp cho em trên cái con đường công danh sự nghiệp này. Đây là cái mốc vàng son trong cái sự nghiệp của em sau này, cần phải lưu ý. Đấy, thì đây chính là những cái nét cơ bản và cũng khá là chi tiết rồi. Còn nữa một một cái điều trước khi kết thúc cái video này, thì mình vẫn còn một cái điều muốn lưu ý. Thì ở đây á, quan sát thấy là ở trên cái gò thủ tinh này, các bạn, gò thủ tinh này, cái bạn này á, phải nói là có một cái trực giác, có một cái tính linh rất là nhạy bén nha, có một cái tính linh rất là nhạy bén. Người này nếu như mà sau này nghiên cứu về Phật pháp, về quyền bí, về tâm linh học đó, thì có thể nói là sẽ có một sự thành công ở cái, nếu như mà chịu khó nghiên cứu học thuật về cái khả năng tâm linh, thì cộng với cái tâm này của em cũng khá là rộng, cho nên nếu mà như mà người này mà sau này nghiên cứu về tâm linh Phật pháp, truyền bá những cái Phật pháp, những cái đạo Phật, thì chắc chắn sẽ rất là dễ có được cái sự thành tựu, rất là dễ có được sự thành tựu. Đấy, thì đây chính là những cái nét về cái tương tai này.
Mặc dù cái tướng tay này em này rất là hồng hào, rất là tốt, nhưng mà con người thì có thể nói là không ai mà không có phải gặp những cái kiếp nạn hết. Cho dù một cái tướng tay người đó tốt như thế nào đi nữa thì người đó vẫn phải gặp những cái kiếp nạn nhất định ở trong cái cuộc đời của mình. Đây cũng chỉ là một cái phần trong cái cuộc sống chúng ta mà thôi. Mặc dù em hiện nay là có một cái số tiền gì đó cũng tương đối là lớn, nhưng mà với những cái đặc điểm, những cái khả năng ở trong con người của mình á, thì anh thấy được là em có những cái tố chất có khả năng kinh doanh, và cộng với những cái quý nhân sau này em sẽ gặp, thì nhất định cái kiếp nạn này chắc chắn sẽ vượt qua. Đây chỉ là cái vấn đề về về thời gian mà thôi, về vấn đề thời gian. Đây thì hy vọng cái video này đã trả lời được cho em cái câu hỏi thắc mắc về cái những cái câu hỏi mà lúc đầu mà em có đặt ra cho anh đó. Thì hy vọng là cái video này sẽ làm cho em cảm thấy hài lòng và một phần nào đó yên tâm làm tốt cái công việc làm ăn kinh doanh của mình sắp tới, thì nhất định một ngày nào đó em sẽ có được một sự thành công. Và hãy lưu ý những mốc thời gian mà anh đã chia sẻ lượng giải trên cái video này. Rồi bây giờ video tới đây là kết thúc, mình sẽ tiếp tục liên hệ với các bạn để xem chỉ tay cho các bạn đã từng đăng ký kênh YouTube của mình nha các bạn. Rồi thì video trên đây kết thúc, mình xin kính chào và hẹn gặp lại.